Ôi, hôm nay mình đi đánh giỡn mọi người ơi. Giỡn của ông ba mình đặt ở đằng kia kìa. Đó đó. Giờ thì ba lấy đổ thôi. Cái này cũng chiều tối tối rồi. Cũng chạy dạng thôi. Nước gồng sẽ khô luôn mọi người. Thôi đổ thôi. Không biết có Hugo đâu mọi người. Thường thường giỡn mình hay có Hugo đó. Dính mấy con cái gì? Cá cá chép, cá rô phi, cá bóng, rồi cá lóc. Ui đổ thứ cho mọi người. Mình để lâu lắm mình mới đổ nha. Tầm tuần, có khi là 2-3 hôm, có khi là nửa tháng luôn mọi người. Giờ đổ rồi nó làm sao. Hôm rày cũng chắc hơn tuần rồi quá. Này nói chung là giớn này là làm xiên mới đổ nha, làm biến là không đổ mọi người. Giết thì nó đóng mở rồng. Đóng tùm lum hết. Nó đóng. Ngay cái đường cống nước ra nước vô trong đồng. Trời ơi, giớn trên bờ luôn. Trước mắt là mình thấy con cua đó nha. Trời ơi, nằm trên bờ luôn. Ê, có cá. Con cá. Ê, có cá bóng mọi người ơi. Có cá bóng. Thì sao đây? Có cá bóng bự lắm mọi người. Mở dây ơi. Có con cá bóng bự lắm. Nó nằm trong đó kìa. Ôi. Mở dây ơi. Cá bóng chà bá luôn mọi người. Trời ơi, đóng rồi. Nó gớm không? Này đổ xong chắc phải giặt nó quá. Camera nó quơ mọi người, coi hơi chóng mặt chút xíu nha. Không cảm nha. Thôi mình không có đeo dây, mình đeo cái vòng cổ này. Trời ơi, đóng. Này quên đem bằng trái trà mọi người. Côn trùng biển nè mọi người. Côn trùng biển hả? Thấy không? Côn trùng cua tôm. Phải không ta? Thấy không? Ở nước ngọt cũng có nữa hả? Nữa thôi. Nè con này con gì ta? Con sên hả? Ghê mọi người. Tưởng con trùng biển nè. Trời ơi nó dài nè. Nó bò nè mọi người. Nó. Thôi không phải con trùng biển mà con sên nè mọi người. Ghê quá, giúp đi. Cho nó dị với nước đi. Tiếp tục rồi. Giớn mà quá giờ. Ngày mai chắc mình đợi nước lớn rồi. Mình gỡ nó mọi người. Để xúc trong con cá nó mà. Trời ốc dữ lắm ốc. Ôi ơi. Nó nặng mà dở cũng không nổi luôn. Không phải cá mà đắt á. Con gì đây? Giây phút hồi hộp. Giây phút hồi hộp coi con gì đây. Sao camera nó khó chịu dữ à. Cập cập xuống gì. Thôi nha mọi người. Mình thấy là có lý rồi đó mọi người. Kéo lại rửa cho sạch. Rồi, đổ luôn đi.
mệt. Coi hành quả nghe. Nè mọi người thấy gì chưa? Đổ nghe. Trời ơi. Con cua. Trời ơi mọi người ơi. Con cá bóng kìa. Trời ơi con cá bóng tượng. Trời ơi. Trời ơi trời. Cầm tay mình cầm nè mọi người. Cầm tay mình cầm nè. Rồi. Cái bằng cầm tay mình luôn mọi người. Cá bóng tượng nha mọi người. Rồi. Này là ngoài sông nha mọi người chứ không phải là mình thả vô nha. Ngoài sông đàng hoàng. Trời ơi. Với hai con cua. Với con cá rô phi nè. Mấy con cá này chắc mình thả nè. Đây này thả đi. Con ốc này. Ốc này ốc vàng. Nè, phân biệt cho mọi người nè. Con ốc này con ốc bu mình nè. Cái mày này thấy không? Còn ốc này ốc bu vàng. Ừ, khác nhau hoàn toàn nè mọi người. Con này mình thả lại mình vô mình lông mình giữ lại mình bỏ vô hầm mình nuôi nha. Còn con này mình thả mọi người. Đây con nè. Con này con ốc ốc bu mình nữa nè. Có cái mày khác nha. Hai con khác nhau hoàn toàn. Thả luôn. Nói quay lại thì con cá bóng này. Quá tuyệt vời luôn. Quá bự mọi người. Rồi, thôi gì mình kết thúc video tại đây luôn mọi người ơi. Mình sửa cái giớn lại, mình rửa cho nó sạch rồi hôm khác mình đổ tiếp. Tạm biệt mọi người.